Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Linh Kiệt 759.vn. Thì ngày mai mình sẽ test bao gồm là 16 mạch điều khiển động cơ dimmer, sử dụng điện áp là 220V AC, công suất tối đa là 3800W. Và ký hiệu hôm nay mình test sẽ là từ 41 cho đến 56. Giá sản phẩm thì hiện tại bên mình đang bán là 78.000 đồng. Thì khi các bạn đặt hàng sẽ bao gồm là một mạch điều khiển động cơ dimmer, sử dụng điện áp 220V AC, 3800W. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại alo ở trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendo và Shopee để đặt hàng. Shop mình có tên là Linh Kiện 759. Hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể xuống dưới phần bình luận tích vào link mua hàng phía dưới được nhé. Ok, thì trên mạch này nó sẽ gồm có những đầu chân như sau. Đầu tiên nó sẽ có đầu là đầu 220V, nó ký hiệu ở đây. Đây là đầu bên trái. Thì nó sẽ là đầu cấp điện áp 220V vào mạch các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là đầu out. Thì đầu out sẽ là đầu đi ra để chúng ta có thể điều khiển tốc độ nhanh chậm của động cơ hoặc motor sử dụng điện áp 220V, hoặc là làm sáng hoặc là giảm sáng của bóng đèn sợi đốt như mình như trước màn hình các bạn ơi, bằng một con pin chít áp như thế này. Đấy, thì đây mình đã đấu sẵn cho các bạn một mạch rồi. Thì sẽ lên sơ đồ đấu sẽ là như sau. Thì sẽ có một đầu dây của bóng đèn hoặc là motor hoặc là động cơ 220V AC sẽ đấu trực tiếp vào một đầu dây của phích cắm 220V AC này. Đấy, còn một đầu dây cụm còn lại sẽ là một đầu dây của bóng đèn hoặc là motor hoặc động cơ sẽ đấu vào chân ao các bạn nhé. Còn đầu 220V sẽ là dây còn lại của phích cắm. Đây có nghĩa là cái đấu cách đấu đối tiếp đấy các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào để test sản phẩm các bạn nhé. Thì sau khi chúng ta cấp vào thì hiện tại nó không có sáng lên. Và đồng hồ ở đây cái bóng đèn mình test xong bằng bóng đèn sẽ đốt 220V AC. Và mình có gắn thêm một chiếc đồng hồ để đo xem là điện áp nó có thay đổi như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ tăng lên này. Đấy, thì sau khi mới khởi động nó sẽ lên đến tận 183V AC cơ. Chúng ta tăng hết cỡ này, 230V AC. Bây giờ mình sẽ giảm xuống hết cỡ xem là nó có về không. À, khi mà sợi bóng đèn đốt ra đang còn đỏ thì nó còn quanh quẩn còn khoảng tầm 25-24V AC. Như vậy là khi chúng ta tăng lên, khi chúng ta xuống hết cỡ chúng ta tăng lên thì nó sẽ lên ngay lập tức lên 180V AC. Nhưng khi chúng ta giảm xuống thì nó có thể xuống tận 25V AC các bạn nhé. Đấy. Và lên hay xuống thì đều rất là mượt mà, không có bị khựng một chút gì cả. Đây, các bạn có thể thấy. Rồi ok, như vậy là mạch hoạt động rất là tốt. Bây giờ mình sẽ đánh dấu ký hiệu để tiếp tục với những sản phẩm tiếp theo. Thì ký hiệu đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta sẽ là từ 41 các bạn nhé. Ok, và với những mạch tiếp theo mình cũng sẽ test tương tự như chiếc mạch đầu tiên này nhé.
Ok, như vậy là hôm nay mình test xong bao gồm là 16 mạch điều khiển động cơ dimmer sử dụng điện áp 220V, công suất là 3800W với ký hiệu là từ 41 cho đến 56 và cả 16 mạch để hỏi rất là tốt. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.